Hello, xin chào anh chị em. Hôm nay là ngày 20 tháng 12, nghĩa là sắp Noel rồi. Giờ mình Noel mình tính làm cái áo, mình ép một cái áo trắng này nha. Mới lại mình lấy cái cảnh gọi là người tuyết đó. Mình sẽ cho vào cái áo trắng này. Thì bây giờ mình khởi động máy. Lâu quá mình không xài nha. Mình mua về mà mới ép được có một lần. Còn thường thường mình dùng bàn ủi. Bây giờ mình khởi động cái máy này nha. Khởi động lên. Ok. Mình để 190 độ nha. Đó. Giờ bắt đầu nó chạy lên. Thì nó lên chương trình hết rồi. Cái hôm bữa mình ép nào giờ nó vẫn còn như vậy nha. Bây giờ mình cho nó ngang một cái. Để nó nóng lên áo. Giờ mình tháo cái này ra. Ok. Giờ bật cái bàn ủi lên để mình ủi cho nó mà, cho nó thẳng. Xong mình ép. Mình ép bằng cái máy này. Ok, coi. Đây, mình sẽ cho vào đây. Nó hơi lớn một chút. Không biết, coi. Hơi lớn chút, cho lên trên chút xíu. Cái khổ hơi lớn chút rồi. Để coi mình cắt đi chút xíu coi. Nha. Tại nó hơi lớn quá. Giờ mình phải cắt lấy cái bầu. Nếu bỏ cái này đi thì nó bớt được một chút. Giờ mình cứ ép bằng cái này á. Thì xong rồi á, bắt đầu mình mới ép bằng cái, mình lấy cái con khúc này á, mình mới lấy bàn ủi ủi thử coi nha, tại vì cái này nó quá nhỏ rồi, cái hình này nó quá to nha, thấy không? Canh cho đều rồi. Ok, giờ mình phải tháo nó ra. Trước khi á, mình phải tháo nó ra trước nha. Đó, mình tháo cái phôi ra. Nhưng mà đặt lên đây. Ok. Căn cho đều nha. Mình để mình coi cái độ nóng này là nóng chưa nha. Nó mới 88 độ C chưa có được. Cái này nó phải 60 secon, nghĩa là 1 phút. Mà mới lên 92 à, chưa có nóng, chưa có đủ độ nóng. Để mép nó. Thì mình lấy cái giấy này bỏ lên. Đó. Nhưng mình đợi cho nó nóng lên nha. Nó mới có 102 độ. Cái này tới 190 độ nữa. Nó đang nhảy thấy không? Đó. Nên coi cái mùa Noel á, mình cũng làm cái Tesco nè, thấy không? Mình có làm móng tay thấy không? Nè. Làm thử nha, nè. Hai cái móng tay để dài. Mình móc mũi cũng được vậy nè. Đó, ví dụ vậy đi. Đó. Đó. Không kêu là kỳ thị nha.
cái này là mình thích nha. Ok. Đợi một chút xíu, nó 120 độ à? 190 độ thì nó mới mình mới ép nó. Giờ mình thử coi 120 mấy độ coi. Tôi nghĩ chắc 125, 130 độ, 160 độ. Giờ mình thử nha. Giờ nó 136, 37 nó cứ nhảy lên độ lên. Nó nhảy lên tới 100, để coi nó nhảy lên 190 độ coi. Ba mươi secon, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Đó, nó lên 150 độ rồi. Hết. Rồi, để mình thử nha. Coi nó ép không nha. Cái này phải để nó nguội, cái này phải để nó nguội. Nó nóng quá. Mình đợi một chút nó nguội áng. Dạ, kéo lên chút xíu nữa, hiểu không? Tại vì nãy nó dưới nó chưa được. Kéo xíu nữa mình cho xuống. Ép nó. Rồi, lấy ra thử coi nha. Rồi, ok. Nhiều khi được. Oh shit. Nó bị ấy ra ngoài, nó bị... Tại vì cái giấy nó không ấy không. Nhiều ấy đằng trước coi. Em cho đằng đây. Rồi, để mình thử coi nha, nó có, để nó khô á, nó nguội á, mình tháo ra. Nè, đó, để mình coi nó nguội mình tháo ra nha. Cái này mình tắt đi được rồi. Nó còn nóng quá, giờ bắt đầu mình tháo thử nha. Đó. Đó là thành phẩm của một cái áo à. Thấy không? Nè. Đó. Thấy chưa? Đẹp đúng không? Mùa Noel mình mặc áo mùa Noel nha. Đó. Hôm nay mình cũng in một cái áo của Tổng thống Donald Trump. Ok. Đây. Mình cũng hôm nay mình cũng làm một cái áo Tổng thống Donald Trump. Thấy không? Quá đẹp đúng không? Ok. Nào, xin chào tạm biệt anh chị em nha. Xin cảm ơn anh chị em.
ta theo dõi video của mình.